hai sáu hòa thượng giảng vào tháng riêng năm 1983. Có những tôn giáo có truyền thống lâu đời và cũng có những tôn giáo thời trang. Có ít người đặt hết niềm tin vào tôn giáo được xem là có truyền thống lâu đời, nhưng lại có nhiều người đuổi theo một cách điên cuồng những hiện tượng tôn giáo thời trang. Trong tất cả giáo pháp mà Đức Phật đã giảng, điều quan trọng nhất là giới luật ngày nay một số người xem đạo phật là lỗi thời xưa cũ và họ muốn tìm kiếm một tôn giáo có vẻ thời thượng hơn cuộc tìm kiếm của họ đã đưa họ đến ngay hang ổ của ma vương không có một giáo phái nào thuộc bằng môn tả đạo mà thoát khỏi được tham dục lòng tham vô độ không biết nhàm chán lòng tham lợi dưỡng làm tổn hại kẻ khác để mưu lợi cho riêng mình tôi không dám nói rằng chúng tôi ở vạn phật thánh thành là tuyệt đối tuân thủ theo chánh pháp tôi xin hỏi quý vị đã theo học với tôi suốt mấy năm nay có bao giờ tôi yêu cầu quý vị cung cấp tài sản riêng của quý vị cho nhà chùa không tại sao tôi không làm như vậy bởi vì tôi là một người quá lỗi thời chủ yếu là tôi muốn tôn trọng và giữ gìn giới luật giới luật đã dạy chúng tôi phải biết ban tặng cho mọi người chớ không yêu cầu mọi người phải cung cấp tài sản cho chúng tôi trong khi chúng tôi chẳng có gì để đem cung cấp cho họ hết cả tại vạn phật thánh thành chúng tôi sinh hoạt một cách rất tự nhiên chúng tôi không lạm dụng quyên góp tiền bạc quá mức chúng tôi không dùng thủ đoạn để quyên góp chỉ nhận tiền bạc vừa đủ để chi dùng nếu chúng tôi có tâm lợi dụng tiền bạc nơi mọi người thì chúng tôi khác gì thiên ma ngoại đạo những người khuyên kẻ khác đem hiến tặng tài sản cá nhân hoặc tài sản gia đình và sinh mạng của riêng họ hay đời sống của toàn thể gia đình vào cho đạo tràng, đó hoàn toàn là do sự xúi dục của hạng người tà kiến. Tôi không đồng ý với việc làm đó, tôi hoàn toàn không muốn tài sản, cũng như nữ sắc Tôi chẳng muốn nổi danh hay khen tặng, thực vậy tôi mang toàn tiếng xấu, chẳng được mang tiếng tốt, người nào để ý đến tên tôi chỉ tăng thêm nhức đầu, đặc biệt là loài yêu ma quỷ quái.